Nhân trong một chuyến dã ngoại cùng anh em bạn bè với chiếc xe Subaru Forester, thì Ngọc xin phép được giới thiệu tới quý vị và các bạn một món phụ kiện và Ngọc vô cùng ưng ý trong suốt quãng thời gian Ngọc đi dã ngoại từ trước tới giờ. Đó chính là thùng cốp lóc pulley như quý vị có thể thấy ở bên đây. Ngọc xin phép được gom 4 chữ T trong một với thùng pulley như sau. Chữ T đầu tiên là tăng khả năng chở đồ, chữ T thứ hai là tạo sự linh hoạt, chữ T thứ ba là tăng tính thẩm mỹ và chữ T thứ tư là tăng tiện ích. Và hãy cùng Ngọc đi khám phá xem 4 chữ T này có thật sự đáng giá hay không. Chữ T đầu tiên, tăng khả năng chở đồ. Với thể tích thùng lên đến 500 lít và khả năng chở full tải đến 75 kg, chúng ta có thể để được rất nhiều đồ như ván trượt, xe đạp trẻ nhỏ, bạt lều trại ra ngoại. Với chữ T thứ hai là tăng tiện ích và đảm bảo an toàn khi chở đồ. Để tránh những trường hợp nhiều bác tài khi buộc đồ lên nóc, di chuyển đồ sẽ bị rơi và có thể gây ảnh hưởng tới xe phía sau mình. Cùng với đó là những thùng xe kém chất lượng thì sẽ lỏng lẻo và gây mất an toàn. Chữ T thứ ba, tăng tính thẩm mỹ. Thùng nóc cung cấp cho chiếc xe cái nhìn thể thao và tính cá nhân hóa rất riêng cho khách hàng. Chữ T thứ tư, tăng sự linh hoạt. Quý vị khách hàng có thể dễ dàng thay đổi các phụ kiện trên xe tùy thuộc theo nhu cầu sử dụng như thanh ngang, thùng lóc. Và sau đây, Ngọc Nguyễn xin phép giới thiệu tới quý vị cách tháo lắp chi tiết thùng pulley tại nhà. Pulley là một sản phẩm lifestyle được nhập khẩu chính hãng từ Thụy Điển, dễ dàng lắp đặt trên dòng xe Subaru Forester. Quý vị khách hàng khi mua bộ pulley tại Subaru Giải Phóng sẽ được kèm theo một bộ lắp đặt bao gồm lục giác và chìa khóa. Ngay bây giờ, hãy cùng Ngọc Nguyễn lắp đặt nhé! Với 32.900.000, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay thùng nóc pulley được nhập khẩu chính hãng từ Thụy Điển. Và trong quá trình lắp đặt, nếu quý khách hàng cảm thấy khó khăn, hãy liên hệ tới Subaru Giải Phóng để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!